Cô ký giúp tôi vào đây nhá. Vâng ạ. Thế cảm ơn. Anh đúng là đồ hâm mà. Thời đại công nghệ sắp lên 5.0 rồi, vẫn còn mày đặt viết thư. Anh muốn tạo một bất ngờ cho em, giống như ngày xưa thời mà ông bà mình yêu nhau ấy. Anh yêu em. Em cũng yêu anh. Một con vịt xảy ra hai con thần là con đưa nhóc xanh nhớ với tôi. Bao việc. Cô ơi, ra nhận thư. Cô gì ơi, ra nhận thư giúp tôi với. Không được, cô còn phải ký xác nhận cho tôi đã chứ. Nhưng mà tôi đang tắm giờ, đợi một lát. Một lát là bao lâu cơ? Tầm 30 phút. Cái gì? Cô tắm hay cô nấu lẩu ở trong đấy đây? Tôi còn nhiều thư phải phát lắm. Cô ra ký cho tôi để tôi còn đi với. Không phát hết trong ngày là tôi bị trừ lương đấy. Giờ đi ạ, viết hợp đồng chứ nhung vào đấy gái. Không được, cô bị điên à? Tôi ký cho cô, xong cô lại kiện tôi vì chưa nhận được thư. Xong tôi lại bị tội giả mạo chữ ký à? Này nhá, tôi đã đẹp trai rồi lại còn thông minh nữa đấy. Thôi cô ra ký cho tôi đi để tôi còn đi. Thì ra bao việc chẳng thế. Đầy ái nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người. Đồ nặc nô, cứ đợi đấy, để xem cô cười được bao lâu.
Mẹ anh không thích em. Mẹ anh bảo em vừa gầy lại vừa trắng, nhìn yếu ớt, sau này sinh sản vất. Vậy là anh nghe lời mẹ anh, anh muốn chia tay em đúng không? Nhưng mà anh không thể nào cãi lời mẹ anh được. Bên tình, bên nghĩa, em sẽ không ép anh phải chọn. Nhưng con người nhu nhược của anh, em cũng không cần nữa. Ok, mình chia tay. Em chào anh. Này, là em chọn chia tay đấy nhá. Sau này dù có như thế nào em cũng đừng hối hận. Trần Thị Nhung. Anh đưa thư cho tôi bao nhiêu lần rồi mà vẫn còn hỏi à? Tôi có thư à? Mang ra đây tôi ký cho mà đi. À không, tại thấy cô ngồi đây khóc một mình cho nên là tôi mới vòng lại thôi. Để đề phòng nhớ cô nghĩ quẩn cũng nhảy xuống hồ ấy, thì để tôi còn biết chỗ tôi chỉ cho bố cô chứ. Tôi xin lỗi nhá. Tôi trêu cô không đúng lúc. Người ta rõ là đau à. Em đáng yêu thật đấy. Này, tôi mời anh đi ăn nhá. Để cảm ơn anh. Cũng hợp lý. Tôi nể tình cô là khách thân thiết nên tôi mới đi đấy. Đi. Đồ của cô này, cả tiền đồ tiền ship là hết 25.000. Vâng.
Ấy nhỉ, rõ ràng mình có hai con xe trên bàn cờ, đi đâu mất một con nhỉ? Nhu, cậu kìa, cậu làm cái gì ở đây? Cháu chào chú ạ, cháu xem phim cùng Nhung ơi, cháu xin phép cháu đi luôn đấy ạ. Tiền sư bố nhà mày, tao thấy mày làm vàng đây đừng trách. Còn cái nhà con lớn mà không có khôn, sao lại để cho người lạ vào nhà hả con? Nó không những khênh cái nhà này đi mà nó còn khênh cả cái loại mày đi luôn đấy. Bố con quen anh ấy lâu rồi, anh ấy là người tốt bố ạ. Mà hình như con cũng thích anh ấy sao? Cái gì? Thích á? Con cái nhà, bao nhiêu đứa con đồng nghiệp của bố mẹ nhà có điều kiện thì mày không thích, lại đi đâm đầu vào thích cái thằng đưa thư lương tháng 3 cọc 3 đồng đủ để nuôi mày à? Thế bố quên ngày xưa lúc bố lấy mẹ, bố chẳng nghèo rớt mồng tơi thì gì. Thôi đừng có mà lấy sự. Con yêu đứa nào mà lo được cho con cuộc sống đầy đủ ấy thì bố mới đồng ý. Con gái bố là vàng là bạc, không thể chịu khổ được. Không nghe tôi ném ra ngoài đường. Bảo việc. Ý thức kém vãi. Em ơi, cho anh lên tất chỗ này nhá. Thôi bố ạ, chuyện gì qua rồi thì cứ cho nó qua đi. Mất rồi thì cũng khó lấy lại được, coi như là bớt một cái đen đủi cho bản thân. Công sức bố đi làm bao lâu nay, nói mất là mất được sao? Nhung ơi! Mày vác bà lên đây làm cái gì? Cháu chào bác ạ. Em có thư à? Mang đem ký cho. Không phải, mà là cái này. Cậu thấy nó ở đâu vậy? Cháu thấy nó ở trên đường đi đưa thư. Tại ở trong có bên lai rút tiền kèm theo chứng minh thư của bác, cho nên là cháu mới biết đường để đến đây ấy. Cháu đúng là người tốt, bác cảm ơn cháu nhiều lắm.
Vâng, thế thì không còn việc gì nữa thì cháu xin phép cháu đi đưa thư nốt đây ạ. Đi đâu? Ở lại đây, bác bảo anh Nhung nó nấu cơm, ở lại đây ăn cơm với bác nhá. Dạ. Đi, không phải ngại đâu. Dạ, vâng ạ. À, mà chơi cái này đi, hay cực. Đây, em ngồi ở đây. Đấy, nhìn anh kéo lên nhá. Ngồi chắc vào nhá. Vui lắm ấy. Hình như kẹt kẹt thế là lâu không dùng nó xít ấy. Quay lên này. Anh yêu em.